Xì Ba Úc Đào xin kính chào quý khách. Bên Xì Ba Úc Đào có dịch vụ là hấp dầu và đặc biệt là gội đầu dưỡng sinh, đầy đủ cái combo cho quý khách. Hy vọng quý khách sẽ an tâm và hài lòng. Dạ xin mời ạ. Gội đầu em ơi. Có tính khách, có tính khách. Dạ có. Dạ dạ chị đừng ngồi, nhìn đứng yên. Hãy để cho em phục vụ từ A tới Z. Dạ. Mấy đứa yên nha. Rồi. Oh yeah. Mấy đứa ơi. Cho chị vài giọt nước. Dạ, mời chị dùng chuối ạ. Chị có rửa mặt luôn không chị? Có. Dạ, đây là sữa rửa mặt giả hương, xóa tan mọi đau thương. Trời ơi. Em không chị? Em thì đưa tay nha chị. À, chăm. Rồi, mời chị uống trà. Dạ, em phục vụ chị khó khăn nhất nhất. Cây chát miệng. Sao chị ngon? Ngọt. Miếng nữa đi. Ngon ngon. Ngon hả? Em ủ tóc cho chị nha chị. Dạ, dầu ủ. Em xích vào chị sẽ ngủ. Ngủ quá phê không? Hấp dầu mấy đứa ơi. Trời. Sốt. Dạ. Để chỉ cần bước thôi, bước nhẹ nhàng thôi. Để em. Ừ. Rồi, hấp dầu em ơi. Dạ, hấp dầu. Dạ, đồ em là xài đồ hiệu không chị? Em trai. Mấy bạn ngồi ướt tóc chị hết đây em ơi. Chị được không ai? Cái dịch vụ của chị á. Bên em dưỡng sinh. Chị tưởng là nguyên sinh luôn.